Sống lời Chúa. Thứ hai tuần 23 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 câu 6 đến 11. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về hình ảnh một Đức Kitô giàu lòng thương xót. Thái độ của các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Chúa Giêsu có chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát không, để tìm cớ tố cáo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài rất bình tĩnh đưa ra câu hỏi: ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Chúa Giêsu muốn cho các kinh sư và những người Pha-ri-siêu biết rằng làm việc tốt hay cứu sống người không bị trói buộc bởi luật Sa-bát, vì luật yêu thương là quan trọng hơn. Chúng ta nhìn thấy rõ hai thái độ khác nhau trong việc áp dụng luật của Chúa Giêsu và của các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Đối với Chúa Giêsu, lề luật là để giải thoát con người khỏi những rào cản không cho họ đến gần Chúa và đến gần người khác, và mục đích của lề luật là để cứu sống. Đối với các kinh sư và người Pha-ri-siêu, lề luật là để giăng bẫy và tìm cớ để tố cáo. Vì vậy, họ giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giận điên lên vì người khác làm điều tốt hay thành công hơn mình. Có khi chúng ta cũng tìm cách cắt nghĩa sai hành động tốt của người khác để hạ danh dự của họ. Và đó là điều làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề, bất hạnh. Xin Chúa uống lòng chúng ta để chúng ta biết đọc ra những điều tích cực của người khác trước hành động của họ. Xin cho chúng ta biết ý thức xây dựng một thế giới bình an, yêu thương và cảm thông hơn.